Đây là một phim mình cho mình cái cảm giác rất là dễ chịu. Đây là một phim dễ xem. Đây là một cái phim rất là dễ thương, câu chuyện khá là hấp dẫn, khá là ý nghĩa, gần gũi. Cái năng lượng rất là tích cực, rất là dễ thương, nhẹ nhàng, hấp dẫn, tình cảm, hài hước, thì một cái tình cảm rất là đáng yêu. Phim khá là hài, có tình tiết đi nhịp nhàng, nó là nhanh chứ không có bị chậm. Mỗi phân đoạn có Duy Khánh là luôn tạo cho người xem rất là hào hứng. Quả thật là Duy Khánh đã làm rất tốt vai trò của mình. Anh Duy Khánh làm cho bộ phim của mình nó thêm phần sôi động và nhộn nhịp hơn. Một bộ phim rất là đời. Nói lên sự trăn trở của những người Việt đang ở sống ở trên đất Mỹ nữa. Tất cả những cảnh quay ở bên Mỹ phải nói là rất là đẹp. Đầy đủ tất cả yếu tố mà quý vị khán giả sẽ yêu thích. Và hãy đón xem cũng như là ra rạp để ủng hộ phim Qua Bển Làm Chi mọi người nha. Mình hy vọng là các bạn khán giả sẽ yêu thương bộ phim Qua Bển Làm Chi và ra rạp ủng hộ cho bộ phim thiệt là nhiều nha. Qua Bển Làm Chi đang khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Các bạn hãy nhớ ra rạp xem phim Qua Bển Làm Chi nha. Mọi người nhớ đến xem nha. Và nếu như dỗ tổ lần này mọi người chưa biết phải đi đâu thì hãy ra rạp mình xem Qua Bển Làm Chi nha. Mọi người hãy mau đặt vé để có thể có được những giây phút giải trí bên gia đình và bạn bè của mình nhé.